nào phát triển tốt hơn, Ấn Độ hay Việt Nam? Một câu hỏi tưởng như là dễ nhưng nó lại gây tranh cãi rất nhiều trong cộng đồng mạng hai quốc gia trên các diễn đàn kinh tế và mạng xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn vào năm 2010 đến năm 2015. Vậy, tại sao mọi người lại có nhiều sự bất đồng quan điểm đến thế? Nếu bây giờ được hỏi, mình tin 99% người Việt Nam sẽ nói là chúng ta tốt hơn Ấn Độ. Trước khi làm rõ vấn đề này, thì hãy cùng mình đọc một bài phân tích và so sánh giữa hai đất nước trên trang Quora của anh chàng có tên là Arvind Vaidya, hiện đang là giáo viên người Ấn Độ, xem quan điểm của anh ta là như thế nào nhé. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra 17 chỉ số đánh giá dựa vào dữ liệu từ báo cáo phát triển bền vững vào năm 2021 do Liên Hợp Quốc công bố. Những chỉ số bao gồm không nghèo đói, không đói, sức khỏe, chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch và giá cả phải chăng, việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng, giảm bất bình đẳng, các thành phố và cộng đồng bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững, hành động và khí hậu, cuộc sống dưới nước, cuộc sống trên cạn, hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh, quan hệ đối tác cho các mục tiêu. Việt Nam làm tốt hơn 14 trên 17 chỉ số, trong khi Ấn Độ chiến thắng chỉ 3 chỉ số, đó là cuộc sống dưới nước, cuộc sống trên cạn và hành động khí hậu. Cuối cùng, anh chàng này kết luận người chiến thắng là Việt Nam. Tiếp theo là phần tổng hợp một số bình luận đáng chú ý, xem phản ứng của dân mạng Ấn Độ là như thế nào. Đừng so sánh Ấn Độ với Việt Nam vì nó có dân số nhỏ hơn. Đừng so sánh Ấn Độ với Trung Quốc vì nó không có dân chủ. Đừng so sánh Ấn Độ với Mỹ vì đây đã là một nước phát triển rồi. Vui lòng so sánh Ấn Độ với Nigeria, Sudan, Uganda và đưa ra các số liệu thống kê và đánh giá. Khi chúng ta thua kém họ thì chúng ta luôn tìm lý do và bao biện chúng. Tôi đã từng đến Việt Nam, tôi thích đất nước này rất nhiều. Lực lượng lao động của họ có nhiều phụ nữ tham gia, mặc dù các vị trí cấp cao của các công ty lớn chủ yếu là do nam giới nắm giữ. Một trong những lý do chính, không phải lý do duy nhất khiến phụ nữ tham gia nhiều vào lực lượng lao động là cuộc chiến 20 năm giữa Nam và Bắc. Nhiều người đàn ông đã chết trong cuộc chiến, buộc phụ nữ phải tham gia vào lực lượng lao động. Điều đó đã trao quyền đáng kể cho họ và cải thiện tiềm năng phát triển của họ. Chiến tranh ảnh hưởng đến kinh tế theo một cách kỳ lạ. Việt Nam đã đưa ra những quyết định mạnh mẽ có lợi cho họ. Một trong số đó là quan hệ đối tác kinh doanh mạnh mẽ của họ với Trung Quốc. Hãy nhớ một điều, Việt Nam có nhiều xung đột biên giới với Trung Quốc hơn Ấn Độ, nhưng họ không ngừng giao thương. Ấn Độ nên học hỏi nó và tiến lên phía trước. Giờ, mọi người trong phần bình luận sẽ trách Modi đã không đưa quốc gia phát triển trong vòng 7 năm làm việc. Việt Nam là một quốc gia bị đánh giá thấp. Đây là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Chúng tôi thậm chí không thể đánh bại một quốc gia nhỏ hơn, nhưng mọi người cứ mơ rằng chúng tôi sẽ vượt qua Mỹ hoặc Trung Quốc vào một ngày nào đó. Mọi người cần chấp nhận thực tế rằng trước tiên chúng ta sẽ không bao giờ phát triển nếu chúng ta cứ mắc những kỳ vọng sai lầm. Trong khi chúng tôi đang thua Việt Nam 3-14, một số người Ấn Độ đã lừa dối nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua Mỹ sau 15 năm nữa. Đó là nó đã đến lúc rời khỏi hành tinh này rồi. Đây là một phân tích tuyệt vời, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Khi tôi thấy bạn viết câu trả lời, tôi đã cầu nguyện Chúa đừng hiển thị câu trả lời của anh ấy, vì sự thực là nó tàn nhẫn và gây tổn thương. Vâng, sau khi đọc được những bình luận này, mình thấy khá ngạc nhiên, bởi vì 3-4 năm về trước, hay những chủ đề so sánh hai quốc gia trên diễn đàn, thì y như rằng các bạn Ấn Độ sẽ nói rằng Việt Nam không có cửa để so với họ, đến nỗi mình phải tỏ ra khó chịu và đưa ra những số liệu để chứng minh họ đang sai lầm. Sự quay xe 180 độ này chắc chắn phải có nguyên do cả, vì thế mình đã cố tìm ra nguyên nhân và đúc kết được như sau. Trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2015, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá chậm so với tiềm năng, nhiều dự án trọng điểm bị chậm trễ, tham nhũng bị phát giác và bị Ấn Độ bắt kịp về mức thu nhập bình quân đầu người. Với dân số gấp 13 lần Việt Nam mà thu nhập bình quân đầu người tương đương nhau thì đương nhiên Ấn Độ sẽ thắng về phương diện này. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2021, Việt Nam đã lột xác trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.
đặc biệt là cách chính phủ ban hành các chính sách trong đại dịch COVID-19. Ngược lại, Ấn Độ liên tục chạm ngưỡng tăng trưởng thấp kỷ lục và khủng hoảng nhân đạo, nói cách khác là vỡ trận. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam lần lượt vượt qua Lào, Ấn Độ, Philippines, tổng sản phẩm quốc nội GDP thì vượt qua Malaysia và Singapore. Sự bứt tốc mạnh mẽ đó chính là nguyên nhân khiến người Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung có cái nhìn rất khác về Việt Nam. Mà theo quan điểm cá nhân, mình thấy nó hợp lý nhất để giải thích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại được đánh giá cao như vậy. Còn bạn thì nhận định như thế nào về vấn đề này? Hãy đưa ra luận điểm và phân tích ở dưới video nhé!